quý vị, sáng 12 tháng 9, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã về kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại tỉnh Hưng Yên. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ. Làm việc với đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ ngành và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đi cano trên sông Hồng để thị sát tình hình mưa lũ, thiệt hại về nông nghiệp, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, việc hỗ trợ di dời người dân đến vùng an toàn và công tác phòng chống lũ trên địa bàn một số xã của huyện Kim Động và thành phố Hưng Yên. Được biết, đến nay, Hưng Yên đã hỗ trợ di dời cho hơn 12.000 người dân ngoài đê đến nơi an toàn, kịp thời xử lý khắc phục có hiệu quả các sự cố trên tuyến đê, bối, bờ vùng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương sự vào cuộc quyết liệt trên tinh thần trách nhiệm cao vì cộng đồng, kịp thời ứng phó với bão lũ và rất có hiệu quả của cấp ủy chính quyền các cấp, lực lượng công an, quân đội của tỉnh Hưng Yên, đánh giá cao ý thức của người dân trong chấp hành lệnh của chính quyền cũng như phối hợp tốt với chính quyền trong công tác phòng chống bão lụt. Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, Hưng Yên tuy không có thiệt hại về người và hiện lũ ở thượng nguồn bắt đầu giảm, song không vì thế mà chủ quan lơ là. Tỉnh cần tiếp tục gia cố các điểm đê, bối sung yếu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản của người dân do bão lụt. Trước mắt, trong cái lúc mà lũ ở đỉnh cao như này, thì chúng ta tập trung cho cái việc sơ tán dân, bảo vệ cho dân, đảm bảo cuộc sống của người dân trong bão lũ. Còn sau lũ thì hàng loạt cái việc sẽ phải đặt ra, bao gồm cái việc là khắc phục những thiệt hại của bão lũ, thế rồi dọn vệ sinh, nhất là trường học, bệnh viện, thế rồi đảm bảo cái phòng chống dịch để không cho cái dịch bệnh tái phát, thế rồi cái đảm bảo cái nước sạch cho người dân. Thì còn chính phủ thì cũng trên cơ sở báo cáo của các địa phương thì cũng sẽ tăng cường các cái nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các địa phương để chuyển đến cho người dân khắc phục thiệt hại. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Hưng Yên tiếp tục bám sát tình hình mưa lũ, làm tốt hơn nữa việc di dời dân đến vùng an toàn trên tinh thần kiên quyết, có biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của mưa lũ, căn cứ tình hình chỉ đạo các ngành giáo dục cho học sinh vùng ngập sâu nghỉ học đến khi nước rút, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, nhất là người yếu thế, người già, trẻ nhỏ. Trong lúc những cái dấu hiệu an toàn mà nó chưa rõ ràng ấy, thì bà con cô bác cũng tuân thủ yêu cầu sơ tán của chính quyền, chấp hành đầy đủ. Thế còn sau bão lũ thì chúng tôi cũng đi khắp các cánh đồng của Hưng Yên rồi, thiệt hại ở đây là rất lớn. Giữ gìn trước nhất, quan trọng nhất chính là tính mạng con người và sức khỏe con người. Còn thiệt hại về hoa màu, về lúa, về cây cối, nhà cửa thì chúng ta sau bão lũ thì chúng ta lại một lần nữa lực lượng vũ trang, thế rồi chính quyền lại hỗ trợ bà con là khắc phục được đó. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng quà hỗ trợ các gia đình đang sinh sống ngoài đê của thành phố Hưng Yên được di dời về khu vực trường cao đẳng cộng đồng.